Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là đèn pha của dòng xe Mitsubishi Jolly. Đèn pha dòng xe Mitsubishi Jolly Jolly này phiên bản đời 2002-2003, đèn pha hình chữ nhật. Còn bắt đầu 2004-2006 thì đèn pha nó hình quả xoài, hình nó giống quả xoài nên có anh em gọi là đèn pha hình quả xoài. Thì cái đây nó chỉ là, đây là vỏ đèn pha các bạn nhé. Chất liệu được làm bằng nhựa, chất liệu được làm bằng nhựa. Đấy, nhựa. Và đây là mặt đèn pha phía đằng sau đây. Đằng sau đây. Đấy, đằng sau. Đấy. Đây là các cái răng, răng để lắp cái chuôi bóng đèn. Đấy. Lắp cái chuôi bóng đèn. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, anh em chạy xe trên đường, thì cái này là cái chúng ta đâm va thì cái phần nhựa này là phần rất dễ bị vỡ, tổn thương nằm ngay đầu xe. Để khi chúng ta nó giúp chiếu sáng để chúng ta lưu thông xe và chạy xe trên đường, thì khi mà chúng ta đâm va để dẫn đến bị vỡ mất cái đèn hậu này, đèn pha này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì tại sao chúng tôi gọi là vỏ? Bởi vì vỏ này các bạn nhìn nó chưa bao gồm bóng, cái này nó chưa bao gồm bóng. Đấy, chưa bao gồm bóng, trong nó chưa bao gồm bóng, thì chúng ta có thể lấy cái bóng của chúng ta, bóng cũ của chúng ta có thể lắp sang. Bởi vì thông thường khi chúng ta đâm va nó chỉ vỡ phía bên mặt đằng trước thôi, chứ không mấy khi nó vỡ vào bóng ở phía bên trong cả. Đấy. Thì khi anh em cần phải thay thế và các bạn cần phải thay thế và sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Honda Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.